Chào các bạn, bữa nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái ống kính của Fujifilm mà mình mới mua về. Cái này là ống kính Fujifilm 23mm f2. Thì cái này nó ra cách đây cũng 5-6 tháng, nó ra hồi cuối năm 2016. Thì Fujifilm nó có một cái ống kính 23mm, hồi đó nó ra cũng lâu rồi, cái đó là f1.4. Thì bây giờ nó ra cái dòng F2. Thì hiện tại bây giờ nó có cái 23 F2, 35 F2 với cái mới ra nữa là 50mm F2. Thì cái ống 23 F2 này nó tương đương với cái cự ly là 35mm nếu mà các bạn xài full frame. Đó, thì là cái cự ly 35mm này thì cũng rất là nhiều người thích. Nhất là những người mà thích chụp hình đường phố thì họ rất là thích cái cự ly 35mm này. Thì cái ống kính này hiện tại đang bán với cái giá là 450 đô. Thì đối với mà thì theo mình đánh giá thì cái ống kính này 450 đô thì cũng là khá là rẻ. Tại vì các bạn biết là thường ống kính mà 50mm á thì là nó rẻ hơn những cái cự ly khác. Còn các bạn mà càng đi wide á là nó càng mắc. Ví dụ 23, rồi ví dụ các bạn xuống 16 thì nó càng ngày càng mắc. Tại vì cái ống kính nó khó làm hơn. Tại vì nó có thể bị lỗi nhiều hơn, thành ra nó rất khó làm. Thì cái ống kính này là cái dòng mới F2, nó là WR, nghĩa là weather resistant, nghĩa là cái ống kính này nếu mà các bạn xài với cái body của thằng X-Pro 2 với lại X-T2 là các bạn có thể chụp ngoài mưa được. Thì các bạn thấy là ở dưới đây là các bạn có thể thấy là nó có cái ống, cái ring bằng, nó có cái dòng bằng nhựa. Thì cái đó là nó sẽ bảo vệ cho nước với lại cát bụi không có vô. Thì cái này thì nó tương đối khá là nhỏ, nó dài hơn cái 35F2 một tí xíu, nhưng mà nó cũng rất là cái kích thước của nó rất là nhỏ gọn. Còn cái build quality của thằng này thì mình cảm thấy rất là chắc chắn. Thì giống như cái ống kính Fujifilm nào, đa số ống kính Fujifilm thì nó ống kính nào nó cũng rất là chắc chắn, ra mình rất là thích Fujifilm là tại vì đó. Thì cũng giống như mấy cái ống kính khác, các bạn có thể chỉnh cái aperture ở đây bằng cái dòng này. Maximum của nó xuống là f16. Còn cái này là cái dòng để mình chỉnh lấy nét. Nếu mà các bạn chụp bằng lấy nét bằng tay thì bằng cái dòng này, xài cái này. Thì cái dòng này nó cảm giác rất là đã các bạn. Thì, mình có thể là mình thử lấy nét bằng tay. Nó rất là chính xác, tại vì cái này nó hơi không có lỏng quá như một số cái ống kính khác. Cái này nó rất là mượt và chính xác. Những cái ống kính của Fujifilm nó đều cho mình luôn cái lens hood. Thì các bạn thấy cái lens hood này, còn ống kính 23 này á, hình dáng nó hơi kỳ kỳ đó, các bạn thấy nó rất là nhỏ. Mà thường cái lens hood của những cái ống kính khác á, giống như cái này nè, các bạn thấy cái này, cái lens hood của cái 1650 thì thường nó nhỏ, nhưng mà nó bè ra. Nhưng mà cái lens hood của cái ống kính 23 này thì nó lại lớn hay sao nó nhỏ bầu vô. Thì các bạn thấy là ở đây 23 f2 weather resistant. Các bạn có thể xài filter 43mm. Rất là nhỏ, rất là gọn. Thì cái lens hood này khi các bạn gắn lên thì cũng rất là dễ dàng dặn vô cái đó, khi các bạn bỏ lên thì nó sẽ giống vậy, nó sẽ là đó. Thì theo mình nghĩ mà khi mà mình xài thì thường mình chỉ xài cái lens hood này xong mình gắn cái filter lên, là mình không có cần xài cái này nữa. Tại vì cái này lấy ra lấy vô thì nó khỏi, nó mất. Thành ra đa số những cái ống kính của mình không có xài cái lens cap đó, mình chỉ bỏ cái lens hood lên như là gắn cái filter vô thì các bạn có thể bảo vệ cái ống kính này rồi.
Còn nếu mà các bạn muốn gắn á, thì cái lens cap này vẫn có thể gắn ở ngoài của cái lens hood đó, mà bấm nó vô vậy. Nếu mà các bạn không có xài cái lens hood á thì nó vẫn gắn được trực tiếp luôn. Các bạn thấy rất là dễ dàng. Chất lượng rất là nhựa mà rất là cứng cáp. Cảm giác rất là cao cấp chứ không phải là cái cảm giác ống kính. Cái ống kính này với cái ống kính mà 1650, so sánh với cái ống kính 1650 mà mình đang xài để đang quay cái video này á, cái này nó cao cấp hơn nhiều. Cái 1650 đó là cái dòng XC, là cái dòng đó là dòng cho không phải dòng ống kính cao cấp của Fujifilm, là XF. Thì nó bằng nhựa nhưng mà hình ảnh nó rất là sắc nét, vẫn rất là sắc nét, nhưng mà cái chất lượng nó không bằng cái này đâu. Cái này thì rất là nặng, cảm giác rất là high quality. Đó. Thì mình mới chụp một cái photoshoot với cái ống kính này. Thì theo mình đánh giá đó, cái cự ly 35mm này mình cũng không có chụp thường xuyên. Thành ra mình không có, mình không phải khoảng 1 tiếng 2 tiếng mình mới bắt đầu cảm thấy quen với nó. Và khi mình quen với nó đó thì chụp cũng rất là đã các bạn. Tại vì cái này là 23, nghĩa là 35mm so với full frame, thì chụp chân dung mình lấy được cái full body rất là dễ dàng. Mà cái ống kính này á, nó được một cái là cái cự ly focus gần của ống kính này rất là tốt. Các bạn có thể focus rất là gần. Thành ra là nếu mà các bạn lại gần thì các bạn vẫn có thể blur cái background đằng sau ra. Ngay cả khi các bạn gắn cái ống kính này lên, các bạn chụp những cái sản phẩm hoặc là chụp đồ ăn đồ rất là tốt. Tại vì cái cự ly focus của nó rất là gần. Cái thứ hai mình thích nữa là nó gọn. Đó, thành ra bữa giờ mình chụp cái photoshoot đó thì rất là nhẹ nhàng. Mình đi vòng vòng cầm theo cái máy XT20 với lại cái ống kính này, rất là nhẹ nhàng, không cảm thấy mệt gì hết trơn. Và cái lấy nét của nó rất là nhanh. Cái này nó rất là nhanh luôn. Mình không thể tưởng tượng nó nhanh như cái đó. Ngay cả trong những cái chỗ mà nó thiếu ánh sáng, nó lấy focus rất là nhanh. Còn cái độ lấy cái độ mà sharp của cái ống kính này, sharpness của cái ống kính này tuyệt vời. Chụp hình nét rất là chuẩn, không có bị những cái lỗi gì, không có bị bất cứ cái lỗi nào mình thấy. Nó chỉ bị một cái lỗi duy nhất mà mình thấy là khi các bạn focus ở cái cự ly mà gần nhất, mà các bạn chụp hình ở cái độ và chụp hình ở cái f2 á, thì là nó không có được sharp bằng nếu mà các bạn xích ra xíu. Cái đó là cái lỗi duy nhất mà mình thấy được ở sau một tuần chụp với cái ống kính này. Còn nếu mà các bạn chụp mà nguyên chân nhân, chụp chân dung, các bạn chụp nguyên người, hoặc các bạn không có lại gần maximum á, thì là nó rất là đẹp, rất là màu sắc với lại rất là sắc nét. Còn cái cảm nhận cuối cùng của mình về cái ống kính này á, thì mình nghĩ là 23mm này cũng rất là tiện. Các bạn có thể đi chơi, các bạn có thể đem theo cái ống kính này, có thể chụp phong cảnh, vừa có thể chụp được chân dung, thì rất là tiện. Nó rất là nhỏ gọn. Nếu mà các bạn xài cái này với lại ống kính với lại cái máy XT20 thì tuyệt vời luôn. Cái combo này rất là tuyệt vời. Rất là nhiều người thích cái combo này. Thì mình thấy 450 cũng rất là đáng giá. Thành ra nếu mà các bạn nào mà thích chụp vào cái cự ly 35mm full frame á, thì nên nghiên cứu về cái ống kính này. Mình nghĩ ống kính này mình nghĩ là các bạn nên mua cái F2 này, đừng có mua cái F1.4, tại cái 1.4 nó mắc gần gấp đôi cái này. Mà mình thấy giữa F2 với F1.4 thì nó cách nhau cũng, nếu mà các bạn chụp 1.4 mà các bạn chụp F2 thì các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt, nhưng mà đối với mình thì cái sự khác biệt đó không có đáng để bạn phải trả thêm tới 400 đồng để mua cái 1.4. Thành ra mình nghĩ nếu mà các bạn muốn cự ly 35mm thì nên nghiên cứu cái này, rồi nên thử cái này, nên xài thử cái này. Ok, nếu mà các bạn thích cái video này thì các bạn bấm like cho mình nha. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để xem thêm những cái video lần sau.
Cảm ơn các bạn.